Sudah lama. Các bạn, các bạn đã quay trở lại trên channel của mình. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng của Tobi Streetwear. Thực sự là ở đây rất đẹp. Và bây giờ thì nhân tiện đây thì sau đây thì mình sẽ đi về. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong để cóp thêm một chút đồ xem là nó có những cái sản phẩm gì. Bây giờ thì mình sẽ đi chọn thêm một số đồ để có thể mang về Hà Nội. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số những cái hoodie. Những cái mẫu này là những cái mẫu của mùa đông năm ngoái thì phải. Và đây thì những cái mẫu này mình chưa gặp bao giờ, nhưng mà cái chất vải của nó thì cũng khá là được, khá là ok, sờ vào khá là thích. Mấy quần này thì mình còn size không nhỉ? Thế đi cho mình thử một cái quần đi. Những cái áo denim này thì các bạn có thể thấy là những cái áo denim này mình đã sử dụng rồi. Thì đây là một cái áo denim màu đen. Mình đã thử sử dụng cái áo này. Và nó có cái màu mà các bạn có thể thấy nhé. Các bạn nào chưa xem được video của mình ấy thì có thể bấm vào cái channel của mình để xem thêm. Ok. Ở đây ngoài ra thì còn bán thêm chiếc áo thanh top khá là ok, khá là được ở đây. Thì có thể là mình sẽ có thử một cái thanh top này, nhưng mà mình mua cảm thấy nó vừa size. Đây là đúng chiếc áo, cái áo flannel mà mình đang mặc này. Ở đây đều là những cái bộ denim, hay là những cái bộ này, những cái bộ track pant mà mình đã mua nó rồi. Các bạn có thể thấy đây là một số những cái mẫu hoodie signature của Tobi Streetwear và sweater các thứ. Đây là bomber, baggy bone short. Mai là mình vừa bán cái áo này đúng không? Dạ. Mà có cái áo giữa nó đẹp quá. Anh Tài mới gọi giấy thuê bao, hỏi mình gọi qua đây hỏi đường giấy thuê bao. Ở đây thì có một cái áo jacket mà nó làm bằng ni lông, chất liệu hơi ni lông một chút, cũng khá là thoải mái, nhìn hình cũng khá đẹp. Ngoài ra nhé, các bạn không biết thì Tobi Streetwear làm ra những cái sản phẩm rất là hay. Ở đây thì có một cái khẩu trang có in thêm cái Tobi ở đây. Một điểm mình vừa mới thấy là cái áo này có thể phản quang được. Bây giờ mình test cho các bạn xem cái phản quang của cái áo này. Đó. Phản quang rất chất, phản quang hình lửa. Cái mình áo ấy thì mình mua được rồi đúng không? Được. Mình sẽ lấy cái túi này ở đây, như túi này như chỉ còn một cái túi ở đây rồi đúng không? Dạ. Lấy cho mình một cái túi này. Đây. Một cái này. Áo thì có cái này mới này đúng không? Dạ. Cái này mới và cái này có. Cái này thì treo khách hàng người ta mua hóa đơn 2 triệu mình sẽ tặng. Thế cho mình một cái này. Và một cái áo nữa. Thế nhà đi đây, đây mua mấy đồ mà chỉ còn mỗi có mỗi cái áo mà mai mới release, nhưng mà hôm nay mình đã mua rồi bởi vì là mai mình bay về Hà Nội bắt đầu, chẳng nghe đến đây có mua gì. Mấy cái áo tank top này thì mình còn cái size to không nhỉ? Dạ, cái đó thì có hai size là size M và size L. Mấy cái áo polo kiểu như này thì ít khi mặc, mà mua về đẹp thì mua thôi, nhìn thấy khá là lạ chứ. Như vậy là mình đã mua được 2 sản phẩm.
mua thêm hai sản phẩm, đó chính là một cái túi này. Túi này nó khá là giống với cả một cái túi của cái hãng gì mà mình không nhớ tên, nhưng mà mình sẽ để ảnh ở đây cho các bạn xem. Tức là mình sẽ mua cái túi này để về có thể là mặc cho bộ outfit của mình. Cái áo t-shirt này thì mai mới release, hôm nay là ngày 15 thì ngày mai là ngày 16 nó sẽ release cái áo áo hình signature này, và mình phải mua ngày hôm nay bởi vì là mai mình đã về Hà Nội rồi, cho nên là mình không còn đây nữa. Cái áo màu trắng này đúng không? Các bạn có thể thấy là cái cách trang trí mới này ở Tobi Streetwear mà ở Hà Nội mình chưa gặp bao giờ luôn. Thực ra là ở Hà Nội ấy, mấy cái cửa hàng mà bán mấy cái đồ kiểu local brand mà liên quan đến streetwear hay là gì ấy thì thực sự thường là sẽ không có. Nếu như các bạn mà đi quanh quẩn ở các cái phố khác thì thường là nó sẽ là mấy, một là đồ tàu, hai là đồ Trung Quốc nó nhập về xong rồi nó gắn mác vào ấy. Thì thực sự là mình không thấy thích những cái sản phẩm như thế. Nên là nhân tiện ngày hôm nay mình đi du lịch ở Đà Nẵng, mình ghé vào Tobi Streetwear để xem, bởi vì là trước đấy thì toàn review những sản phẩm của Tobi Streetwear nhưng mà chưa được đến cửa hàng. Ngày hôm nay đến cửa hàng khá là vui. Và thì đấy mình mang sản phẩm này. Ok, như vậy là mình cũng đã mua xong một số cái sản phẩm ở Tobi Streetwear. Các bạn có thể thấy ở đây là có 3 sản phẩm. Thì nếu như mà tí nữa về đến khách sạn có thể là mình sẽ review cho mọi người, hoặc là không thì bây giờ đã 7 rưỡi rồi thì 9 giờ 5 mình bay, cho nên là mình chắc phải ra sân bay luôn. Và các bạn thấy video này hay thì nhớ đừng quên like, share và subscribe cho mình để mình có thể có thêm được những video tiếp theo. Và một lần nữa mình hãy recommend cho các bạn đến, hãy đến ủng hộ tới Tobi Streetwear tại Đà Nẵng và cơ sở của Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.